Các bạn đang chứng kiến trận đấu giữa Lễ Kỳ và phải đội là gì ạ? Núi Tô hả? Và Núi Tô. Trong khuôn khổ giải mừng xuân năm 2022 diễn ra tại sân Hoàng Hải. Cái gì nữa mấy ông nội? Tỷ số hiện giờ là 0-0. Ây da, một pha đá bóng không trúng bóng rất nguy hiểm. Thanh Nhã cầm bóng, Quang Linh. Ồ, Quang Linh có một chiêu sĩ mũi rất là khó chịu. Đội Núi Tô đang có bóng. Méo lấy vợ cho méo ơi, người ta đi cho méo chúng ta méo. Huấn luyện trưởng của đội Lê Kỳ là thầy Đạt. Huấn luyện viên trưởng của đội Núi Tô là Bảo Mở. Tên Bảo Mở cho ông Nhâm à. Khoan chút xíu. Phan Thanh Nhã đang có bóng. Quả bị tắc, vắng vẹo. Đột phá, qua được, qua ngược, tạt ngang. Không vào. Không làm gọi chúng ta tới môn Hoàng Khang. Đây là thủ môn xuất sắc. Giải học sinh vừa rồi. Đây là thủ môn Hoàng Trung. Đây là đích của Trần Đại Kiệt. Đội áo hồng có những biệt danh rất khó chịu như là Nhã Trái Cây, Kiệt Xe Ben, trời ơi căng ngang, trời ơi căng ngang. Linh Máy Cài, trời ơi hình thấy ghê không? Liên tục là những chỉ đạo của thầy Đạt, dỗ đi, không biết dỗ cái gì. Đây là Mạc Trung Chính. Cháu của Mạc Đăng Khoa. Đúng là tự do mà. Thủ môn mới còi. Một quả phạt góc dành cho đội Lê Kỳ. Đây là hai ứng cử viên nặng ký ở chức vô địch giải hôm nay. Ây da. Pha ra vào hợp lý của thủ môn Thành Trung. Một quả đá biên dành cho đội Lê Kỳ. Người có bóng là Văn Nhã. Vẹo với vẹo chuyển rất chống chạy. Đột phá. Không được rồi. Mất bóng rất nguy hiểm. Người có bóng là Mèo. Trọng tài sẽ định bóng hết đường biên dọc. Một quả đá biên dành cho đội Lê Kỳ. Người có bóng là Trăng Quẹo. Trăng Quẹo bế khả bế tắc. Mê xuất vào Nhã. Trăng Quẹo. Rồi đây là Tất Kẹt. Ây da. Và pha bóng hết sức mạnh của thủ môn Hoàng Khang. Đây là pha tuyển tấn công mới của đội Lê Trì. Người bờ sân là và Giá Khang. Cầu thủ số 25. Cầu thủ vừa mới thoát khỏi bệnh Covid. Đây là Văn Tính. Cầu thủ to cao nhất. Ây da. Pha đi bóng khá của Đức Kiệt. Đây là cầu thủ trẻ của mảnh đất Lương Phi. Mảnh đất Âu Tờ Sốc. Rồi Lê Trì đang kéo giãn hình của đội Núi Tô ra. Người có bóng là Văn Kiệt. Để công chuyện bự quá mày. Trận đấu diễn ra ở tốc độ trung bình do chưa có bàn thắng nào. Trận đấu sẽ sôi nổi hơn khi có tỷ số được mở cho một trong cả hai bên. Người có bóng là Mèo, khá trống trải và bàn bọc 1-2 rất khéo, tuy nhiên nó không qua được sự chỉ cản của Minh Xuất Nhã. Không kịp rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tay em ơi, bỏ tay nè. Thằng nào đi qua ơi, một pha lớp bóng nó kết thúc. Có vào. Một pha lên nút nhà là bắt con gà. Quê.